Wow, chủ đề tắm cái cây. Một con dốc 45 độ. Quá trời mọi người. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hồ Tuyết Sa, một địa điểm thuộc địa phận của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tuy là được ít bạn trẻ biết tới nhưng mà hồ này cũng rất là đẹp, điều rất là yên bình. Hiện tại bây giờ đang là 4:15, giờ phong cảnh thì cực kỳ đẹp luôn. Cảm thấy cảm giác rất là yên bình, rất là dễ chịu các bạn ơi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thằng Mắm Channel. Còn mình là Nam đây. Nước, có nước. Hôm nay đi Exeter là một điều đúng đắn. Bạn cho nó cho xe nó nghỉ xa hơn xíu đi. Nóng máy rồi. Ghê quá các bạn. Vậy để lên được suối Hồ Tuyết Sa thì toàn phải vượt qua một con dốc nghiêng một góc 45 độ giống vậy nè. Vuốt thẳng lên như vậy nè, chạy vuốt. Đây. Giờ bên này thì cũng đã có một chú bộ đội để xe lại chỗ này. Không chạy lên nổi nữa. Dốc nghiêng khủng khiếp các bạn ơi. Đây là đường đi lên. Hiện tại thì thằng Mắm đã lên trước do là thằng Nam quá nặng, quá mập. Xe chạy lên không nổi. Cho nên là Nam đã để cho Mắm lên trước. Thật sự là rất là mệt các bạn ạ. Rất là mệt. Mình không nghĩ là trên một cái đoạn đường dốc như thế này mà họ có thể xây được, thay đường nhựa được. Hồi nãy mình nghe chú bộ đội nói là từ đây lên trên tới suối là khoảng 200 mét thôi. Bây giờ chúng ta có thể nghe được tiếng suối róc rách rồi đó. Tại sao thằng Mắm nó lên mà nó lại không chở gì mình cái ba lô với cái nón bảo hiểm ta? Quá mệt. Nó bắt mình vác cái ba lô. Nó bắt mình vác cái nón. Nó đã mất tiêu luôn rồi. Ở đây người ta trồng xoài rất là nhiều. Cho nên là lên suối thì lên cắm bẻ xoài. Nó chạy mất tiêu luôn rồi. Tới suối các bạn ơi. Tới suối rồi. Nghe tiếng suối gốc gách. Tới suối rồi. Trời ơi. Nó mệt. Giờ tới nè hả? Phải chỗ mình tiến. Ủa là sao? Chỗ kia đá là bự lắm mà. Gì cây vậy? Chưa, zoom lại. Quá đẹp. Quá xa. Bây giờ làm sao lên trên đó? Chạy xe lên. Tôi mệt lắm rồi nghe. Wow, xuống đây tắm cái cây. Không, chả đi. Chả đi anh xuống vô tắm luôn. Wow. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn, lên xe. Quá mệt. Let's go. Rồi thôi tôi xuống đi bộ cho. Ôi,
Trời ơi, tôi đề nghị là gửi cái ba lô điện ngoài trước. Rồi, thôi nghỉ. Thôi, tôi thấy là cái này là không được rồi. Cái dốc này là 90 độ. Có. Ủa, tới đỉnh núi luôn rồi. Vậy là cái nãy bên kia là phải đi bộ vô hay gì á? Trong đây có sống sánh gì đâu mà Google. Có nè, chữ H nè. Trên kia có hai con chó, nghĩ là trên đó có nhà. Có. Chạy thẳng lên xíu có cái nhà chứ. Đúng rồi. Mà nó sẽ xa cái suối nữa. Nhà trên này là chắc chắn có đường trên này. Cái suối nó nằm ở giữa. Anh trên này đi em chạy rồi em lội bộ lên. Ừ. Cái này phải tắm mới được chứ. Đi đi. Em lội bộ qua đi. Rồi cái gì điện em. Qua đâu? Qua suối. Rồi sao? Lội bộ sao qua suối đâu, nó nghe coi. Lắng nghe tiếng nước chảy. Hay quá. Tao mất, tao gớt cái xuống dưới tao mất tích dữ luôn. Rồi chúng ta chỉ tiến hành đi xuống. Xuống khỏe lắm. Con chó. Quay lại như cũ. Chắc là đi bộ vô đây. Đi bộ lên. Đi bộ đường này lên nè. Đi bộ này lên là gần nhất nè. Ừ. Chọn là nó có đường đi tới đó không? Quá nhót. Hai, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nam đây. Mình là Móng đây. Chưa, làm lại. Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của thằng Mắm Channel và mình là Nam đây. Mình là Mắm. Mắm. Let's go. Rồi. Nói lại. Núi rừng bao la, trùng trùng điệp điệp. Trời. Đưa nghe mà bụng chạy người chứ không. Ủa rồi hang cưới kia nó chạy lên. Tạm không trộn chi vậy. Mình đã nhận được một món quà là một hộp kem trộn. Bây giờ đây. À, bây giờ là lửa thử vàng nè. Ơ, à, lộn gì? À, nè. Chưa. À, không? Nước sâu rê chưa? Hành trình khám phá. Trời ơi, coi chừng chạc nha. Ba trăm mọi người.
Ồ, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Thật sự ở đây rất là tuyệt vời. Cảnh rất là hùng vĩ nha các bạn. Chúng ta không thể nào tìm được một nơi nào ở An Giang mà có một cái cảnh đẹp như thế này. Nước mát lạnh luôn. Bây giờ Mắm sẽ sử dụng camera. Đâu có thấy xe đâu. Anh Mắm vẫn đang lo về chiếc xe của mình. Wow. Ủa, chắc anh ấy ta giống như thấy ghê quá ạ. Nằm xuống đây nè, nằm xuống. Quay ngược lên. Tuyệt vời. Đừng quên subscribe để nhận thêm những video mới đây nhé. Bây giờ mình tắm xuống chút xíu đây. Tạm biệt các bạn.